Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Diễn đàn Ô tô Fun đã có buổi họp báo công bố giải đua xe địa hình Việt Nam, Việt Nam Offroad Cup 2017 trước giới truyền thông và báo chí. Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam là giải thi đấu chinh phục địa hình bằng xe ô tô có quy mô lớn và lâu đời nhất tại Việt Nam do Diễn đàn Ô tô Fun tổ chức thường niên. Năm nay, giải đua ô tô địa hình Việt Nam VOC 2017 sẽ diễn ra trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 năm 2017 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Kể từ năm 2008 đến nay, đây là lần thứ 9 giải đua được tổ chức. Từ năm 2011, giải đua xe ô tô địa hình VOC đã được Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào hệ thống giải thi đấu thể thao phong trào. Không dừng lại ở tính chất một cuộc đua, giải đua còn hướng tới việc trao đổi kỹ năng lái xe địa hình, nâng cao nhận thức của mọi người trong các hoạt động xã hội, cứu trợ, nhân đạo. Như các bạn biết rằng đua xe địa hình nó là một cái bộ môn rất là mới ở Việt Nam. Ở nước ngoài thì nó là một bộ môn phát triển từ rất lâu, nhưng ở Việt Nam thì nó vẫn là mới. Thì chúng tôi mong rằng là thông qua cái giải này thì thứ nhất là nâng cao được cái kỹ năng lái xe vượt địa hình của cộng đồng lái xe ở Việt Nam. Thứ hai nữa là chúng tôi kêu gọi những tay lái, những vận động viên trưởng thành từ giải này cùng với ban tổ chức đi hỗ trợ những cái việc cứu hộ, cứu nạn ở vùng sâu, vùng xa. Và cái giải VOC này chúng tôi mong muốn trong, nó sẽ là một trong những cái giải để cho các hãng xe có thể đem sản phẩm của mình đem đi trải nghiệm thực tế để khẳng định chất lượng của sản phẩm. Trải qua từng năm, VOC ngày càng trở thành sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm với hàng chục ngàn lượt khán giả tới xem trực tiếp, hàng triệu lượt người theo dõi qua các kênh truyền thông và báo chí. Cùng với sự phát triển của phong trào offroad tại Việt Nam, sự phát triển của giải đấu VOC theo hướng phổ cập và xã hội hóa đã giúp cho phong trào thể thao này phát triển sâu rộng và quy mô. Sự quan tâm ngày một lớn của các hãng xe tại Việt Nam đối với giải đấu đã chứng tỏ sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng của một cuộc thi đối với thị trường xe hơi nội địa. Năm nay, giải có số lượng đội đăng ký tham gia đông đảo hơn hẳn mọi năm và số lượng đội thi đấu cũng nhiều nhất từ trước tới nay với 78 đội đua. Cấu trúc giải đấu giữ nguyên như năm ngoái, tuy nhiên VOC 2017 sẽ được ban tổ chức điều chỉnh những điểm then chốt trong khâu vận hành giải như công tác trọng tài, làn đường nhằm tạo sự hấp dẫn lớn hơn dành cho các vận động viên cũng như người hâm mộ. Năm nay thì có 3 hạng, hạng bán tải với hạng cơ bản với hạng nâng cấp thì tổng số là có 78 đội tham gia. Thì trong đó thì có hạng cơ bản thì 40 xe, cơ bản thì phân ra làm cơ bản bán tải và cơ bản SUV. Với số lượng tham gia đông như thế, chúng tôi sẽ phải chia thành 4 đường thi một ngày, mở 4 thi một ngày. Đường thi đấu năm nay được đánh giá là đa dạng và thú vị nhất so với các mùa giải trước, khi có cả đường thiên về tốc độ, bùn, dốc, nước và gập ghềnh. Bộ thiết kế đường thi đã được ban tổ chức hoàn thiện dựa trên kinh nghiệm cùng việc nghiên cứu và áp dụng những điểm phù hợp trong thiết kế đường thi tại các giải đua có tính chất tương tự trên thế giới. Đặc biệt, bài thi đêm sẽ là một trong những trải nghiệm khó quên của các vận động viên và khán giả hâm mộ. Đội đua giành chiến thắng sẽ không chỉ nhờ vào khả năng vượt trội của xe mà còn cả ở bản lĩnh và kỹ năng của các vận động viên. Mỗi một năm thì chúng tôi sẽ căn cứ vào các địa hình thực tế, chúng tôi làm những cái bài thì nó sẽ khác biệt đi nhiều. Và đặc biệt là năm nay thì các bài thi của hạng bán tải Việt Nam chúng tôi sẽ là cái hạng rất là khốc liệt. Năm nay đường đua thay đổi khá nhiều, đường đua sẽ dài hơn và nhiều tình huống sẽ cần những kỹ năng tốt hơn. Ví dụ như bài số 8 hứa hẹn, một bài thi rất là hay. Khắc nghiệt nhất là bài lội qua suối, đó là bài số 6, là bài tương đối khắc nghiệt nhất. Nhưng bài mà cần những tình huống kỹ năng mà điều khiển xe tốt nhất là bài số 8, thì phải chạy đầm lầy, cả dốc nghiêng. Với nội dung thi đấu đa dạng cùng số lượng thành viên tham gia đông đảo, VOC 2017 hứa hẹn sẽ là một ngày hội dành cho những người có đam mê với đua xe địa hình off-road, cùng phơi nắng, dầm mưa, thức đêm và lội bùn, những đặc sản chỉ có ở VOC, nơi mà khán giả và các vận động viên hòa làm một trong không khí rực lửa và những màn thi đấu ngoạn mục.